đó là trả dữ luôn, già dữ vậy. Cô đứng ở đây bắt đủ ăn đi. Đứng lập chập lập hai cái lan ba nướng giọt dưới tôi nướng liền. Không không ăn mà nhậu được không? Ngoài dứa lúa, đồng bằng sông Cửu Long còn là một dứa cá lớn ở miền Nam Việt Nam. Một trong những loài cá điển hình đó là cá linh. Cứ vào khoảng mùng 5 tháng 5 âm lịch, nước từ thượng nguồn sông Cửu Long đổ về, cá linh cũng tràn về theo con nước. Đến khi gió bớt chớm lạnh, nước từ các cánh đồng ngập lũ rút dần, cũng là lúc con cá linh trưởng thành và đổ ra các con sông lớn để lội ngược về phía thượng nguồn. Cũng là lúc mà mùa cá linh ở đây bắt đầu nhộn nhịp. Những ngày ở Đồng Tháp 10, chúng tôi có dịp tận mắt chứng kiến ngư dân nơi này khai thác cá bằng nhiều ngư cụ hết sức tài tình, mà lưới vực để khai thác cá linh là một trong số đó. Đây là phương tiện đánh bắt cá linh sống động và rực rỡ nhất, đặc biệt là mùa cá sổ mà người dân nơi này còn gọi là mùa cá ra. Chúng tôi đến bãi lưới vực của anh Phạm Giang Kiệp, nằm trên một con kênh thuộc địa bàn xã Phú Đức, huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Cũng như nhiều ngư dân khác, anh Kiệp lập bàn khấn giấy để khởi đầu cho một mùa đánh bắt. Cạnh mâm cúng là một khúc gỗ tre, đầu được chia làm nhiều thanh nhỏ. Mỗi đầu thanh tre được buộc với mảnh vải có màu sắc khác nhau. Người dân làm nghề này gọi là xôm ông tà, mong thủy thần phù hộ để có một mùa cá bội thu. Ghe, lưới và nhân công được anh Kiệp chuẩn bị từ nhiều ngày trước, nên sau khi cúng xong, anh Kiệp và nhóm nhân công bắt đầu bủa những mẻ lưới đầu tiên. Theo những người chuyên khai thác cá linh, nơi nào là ngã rẽ của nhiều con kênh gặp nhau thì cá linh hội tụ càng nhiều. Chính vì vậy mà bãi khai thác cá linh của anh Kiệp là nơi trút nước của nhiều cánh đồng rộng hàng chục ngàn hecta. Mỗi dàn lưới lớn hay nhỏ, tùy theo lòng kênh sâu hay cạn, rộng hay hẹp. Riêng dàn lưới vực của anh Kiệp có chiều dài gần 200m, chiều cao 18m, kèm theo bộ đồ nghề là 2 xuồng máy và khoảng 10 nhân công. Đầu tiên, anh Kiệp cho hai chiếc ghe gắn động cơ chạy cặp kè. Đến điểm xuất phát, lưới được bủa xuống. Lưới mỗi lúc được buông rộng. Viền dưới của hai đầu lưới luôn bám sát mặt đất bởi được treo hai thỏi chì nặng. Chạy được một đoạn khoảng 500m, Kiệp phát tín hiệu cho hai ghe chụm lại. Cách kéo này, người trong nghề ví rằng chẳng khác nào khóa cửa chặn lại để cá hết đường ra. Theo các ngư dân lâu năm, phải kéo thật nhanh để cá linh không có kịp thời gian dội ngược. Mỗi mẻ lưới được kết thúc trong khoảng 45 phút.
7 tháng 8 á, thì lưới vực đánh không được, nhưng mà đáy thì nó ăn được. Tại vì đáy thì nó hứng, nó đứng một chỗ một, nó chờ con cá thả trôi lọt xuống đáy là nó hứng à. Đó. Còn lưới vực này thì nó có mùa con cá lớn đi về mình đánh như thôi. Do thay đổi về điều kiện tự nhiên, sự khai thác quá mức của con người, nên cá linh hiện nay chỉ còn nhiều ở khu vực Đồng Tháp 10 và vùng thượng nguồn. Vì vậy, vẫn còn tồn tại kiểu đánh bắt cá linh bằng lưới vực. Nổi tiếng trong nghề khai thác cá linh bằng hình thức này, phải kể đến vùng Đa Phước thuộc huyện đầu nguồn An Phú, tỉnh An Giang. Đến mùa, dân vùng này tỏa đi các nơi đấu giá các bãi cá để khai thác. Cũng từ vùng quê Đa Phước, anh Kiệp đã đến với các bãi cá ở vùng Đồng Tháp 10 này hơn chục năm nay. Nước thiên nhiên ấy, ổng rút lẹ thì mình mặn ngắn thời gian, còn nước mà ổng rút chậm thì mình kéo dài thời gian. Thì mùa nước nổi giờ ai cũng khai thác bắt cá để sống hết trơn. Cá linh sau khi được đánh bắt, thương lái cũng chờ sẵn cạnh bên để thu mua, chở đi bán các nơi. Cá linh trước nay cũng được đông bằng dạ. Dạ để đông cá linh là một thùng sắt, bên hông có đục nhiều lỗ rỗng để rò nước. Sau đó cá được chuyển qua ghe đục. Tất cả phải nhanh, vì cá linh khó giữ sống lâu sau khi bắt. Phương tiện vận chuyển cá linh cũng là một loại ghe chuyên dụng, dân trong nghề gọi là ghe đục. Ghe đục cũng giống như ghe thường, nhưng khác nhau ở chỗ là hai bên hông ghe người ta đục thủng 5-10 lỗ, thay vào đó bằng những tấm lưới sắt cho nước thông thương ra vào, giống như môi trường tự nhiên để vận chuyển cá đi xa về các chợ đầu mối. Ghe chở được 10 tấn hàng khô thì chỉ chở được khoảng 1 tấn cá linh để cá ít hao hụt. Từ đó cá được đưa đi khắp các nơi. Không chỉ đánh bắt bằng lưới vực, vào khoảng mùng 10 tháng 10 âm lịch trở đi, khi gió bất nặng ngọn, tất cả các bãi sông hay các con kênh ở vùng lũ là mùa khai thác cá linh rộ nhất. Chúng tôi được tận mắt chứng kiến những ngày này, không khí rộn ràng như ngày hội. Sau hơn 3 tháng rong ruổi trên đồng lũ mênh mông, từ kích cỡ chỉ bằng đầu đũa ăn, cá linh lớn nhanh hàng ngày nhờ nguồn phiêu sinh động vật và nước bạc mênh mông. Để rồi đến cuối mùa nước lũ, những con cá linh ống, linh rìa, linh cám lớn nhanh cỡ bằng ngón chân cái, thân cá mập mạp và phủ kín bằng lớp vảy tròn trắng bạc. 3-4 ngàn giờ một cá khác liền, nó khác nhau, khác biệt hoài. Tới hướng nước anh xuống sâu anh đi về lại, đi ngược nước lại. Đối với vùng lũ, cá linh chính là hàng thử biểu để biết được mực nước ở đầu nguồn cao thấp thế nào. Ở vùng đầu nguồn và Đồng Tháp 10, cá linh được khai thác từ đầu đến cuối mùa nước lũ, nhưng rộ nhất, nhiều nhất vào con nước mùng 10 tháng 10 âm lịch trở đi. Vì nước kiệt, cá linh từ khắp các cánh đồng ngập lũ tuôn ra sông cái để lội ngược về thủy tổ. Sự lạ lẫm trong tập tính di trú cũng là nguyên do để người dân đặt tên cho loài cá này bằng tên gọi cá linh.
tương truyền thời vua Gia Long Bôn Tẩu, từ Dàm Nao hiện thuộc địa phận tỉnh An Giang, vua sắp khởi hành ra biển thì bất ngờ có đàn cá nhỏ nhảy vào thuyền. Vua không đi vì cho đó là điềm gỡ báo trước. Sau biết được có quân Tây Sơn mai phục sẵn, để tỏ lòng tri ân, vua gọi tên loài cá ấy là cá linh. Những lão nông sống ở vùng đầu nguồn kể rằng, vài mươi năm trước, nhất là vào thời thuộc Pháp, cá linh ở vùng đầu nguồn hằng hà sa số. Đến mùa thu hoạch rộ, phần lớn cá linh chỉ được lấy mỡ để thay dầu thắp sáng. Như là một tập quán của mỗi gia đình ở vùng lũ này, tới mùa này hầu như gia đình nào cũng chuẩn bị sẵn lu khạp, muối để ủ nước mắm. Cá linh càng non sẽ càng cho ra loại nước mắm có hương vị thơm ngon, hấp dẫn, mà người dân ở đây tự hào có thể sánh với các loại nước mắm ngon nổi tiếng. Nhà nào cũng nấu, không có ăn nước mắm chợ. Người nào cũng một mùa nước là ủ khoảng chừng 2-3 khạp ăn hoài vậy đó. Ngoài làm ra được nước mắm thơm ngon, để có thể trữ lại lâu dài, cá linh còn được làm mắm. Từ nguyên liệu mắm, người dân vùng này chế ra món mắm kho. Món ăn dân dã chẳng những đã là thực đơn phổ biến của người dân quê vùng này, mà nó còn trở thành món ăn ở nhiều hàng quán. Chính vì vậy, người dân ở đây tự hào rằng muốn ăn bông súng mắm kho thì về Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Với cách chế biến, bảo quản theo lối truyền thống, nên cá linh của vùng lũ cũng chỉ được người dân địa phương xa biết đến qua cá linh tươi hay sản phẩm mắm cá linh. Chính vì vậy, từ giữa năm 2003, công ty dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp An Giang Antesco đã bắt đầu nghiên cứu thị trường, công nghệ để chế biến cho ra đời sản phẩm cá linh đóng hộp. Chỉ sau vài năm, sản phẩm cá linh đóng hộp của Antesco đã tăng lên từ vài chục ngàn lên đến nửa triệu hộp mỗi năm. Tuy chưa thể mang lại hiệu quả cao, nhưng những người làm ra sản phẩm hy vọng rằng cá linh, loại cá có giá rẻ nhất vùng này, sẽ nâng cao được giá trị và hương vị của cá linh vùng lũ sẽ bay xa. Những người dân đồng bằng biết nhiều đến cá linh nhờ những năm lũ lớn, đặc biệt những năm nào sau mùng 5 tháng 5 âm lịch, tức thời điểm nước từ thượng nguồn đổ về và đổ về sớm, lũ càng lớn, kéo càng dài thì cá linh càng nhiều. Hơn 10 năm gắn bó với các bãi cá ở vùng Đồng Tháp 10, anh Kiệp cho rằng sau những cơn lũ lớn lại là những năm trúng mùa cá linh. Bởi vậy, năm nào mùa lũ vắng mặt thì vùng này cũng gặp bao nhiêu điều phiền toái, nhất là những ngư dân sống dựa vào nghề khai thác cá. Nước lớn á, thì mình sẽ nghĩ là lượng cá nó nhiều, còn nước càng nhỏ thì lượng cá càng ít. Nhưng mà từ lúc mà lên đê bao ba vụ làm ruộng á, thành ra khép kín hết rồi, con cá lên đập không được, chỉ là con cá nó ở lòng sông thôi mà không có được bao nhiêu, lượng sinh sản bao nhiêu. Cho nên là ghe cào, ủi điện, rồi xiệt điện, lưới điện, rồi làm tá lả hết trơn. Rồi biết ở ngoài con cá nó rất ít, rồi mới thuộc vô dòng vùng này là dùng đê bao ít. Nghiễm nhiên, con cá linh đã ngự trị trong đời sống của người dân và được xem như một đặc ân của thiên nhiên dành cho người vùng lũ. Nhưng có lẽ đặc ân đó cũng cần phải được gìn giữ.
tri ân. Không ăn mà nhậu được không? Chưa bao giờ.